chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại mọi người ở kênh DT Film ha. Chuyên mục món ăn gia đình hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sơ chế ốc móng tay và cách chế biến đơn giản của món ốc móng tay luôn nha. Điều quan trọng nhất là mình phải lựa những con ốc móng tay nó còn sống ha. Những con còn sống thì mình đụng vào nó sẽ nhúc nhích nè, nó sẽ rút cái giòi nó vô. Rồi cái phần thịt trên này mình rờ nó có cái độ vừa phải nè, nó không có bị cứng quá. Nếu mà nó cứng là nó chết rồi. Còn nếu như mà nó hư, nó bủng thì nó sẽ có tiếng xẹp 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 xẹp. Đó, những con ốc móng tay như vậy là còn sống nè, rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ tiến hành là mình vệ sinh nó trước khi mà mình chế biến ha. Bây giờ mình muốn cho cái con ốc móng tay của mình nó sạch cát thì mình cần phải làm những bước cơ bản như sau. Là mình tách cái con ốc móng tay ra, rồi mình miết ra, mình xé cái phần này của con ốc móng tay ra nè. Tại vì phần này á, cát nó bám ở trên phần này rất là nhiều. Chứ là khi mà mình chế biến có cái phần này nó rất là hôi con ốc móng tay. Đó. Sau đó mình thấy là nó đã sạch rồi phải không? Mình dùng kéo, mình cắt đôi con ốc móng tay ra để mình có thể rửa sâu ở trong con ốc móng tay được. Rồi tiếp tục mình làm phần ruột của con ốc móng tay luôn. Đó, ruột quá trời ruột luôn nè, mọi người nhìn thấy không? Nó rất là dơ ha. Mình sẽ bỏ phần ruột đó đi. Rồi mình sửa sơ qua một nước này nữa. Vậy là mình đã làm xong một con ốc móng tay rất là sạch sẽ luôn. Khi mà mình thưởng thức á, thì nó mới ngon ha. Rồi chút xíu em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm sao để ốc móng tay nó không bị teo. Ốc móng tay nó nằm sâu ở dưới cát á, nó vùi về mình ở dưới cát cho nên là cơ thể của nó là rất là nhiều cát. Mình ngâm trong nước biển nó chỉ ra được một phần cát, nó chỉ bơm nước ra được một phần cát thôi. Quan trọng là cái bước mà mình vệ sinh đó nè, thì nó mới quyết định được cái con ốc móng tay nó có ngon hay là không. Cái con nào mà nó cái bị trắng ngắt luôn á là nó mới là cái con chết. Nó tiếp tục vậy mình cũng móc ruột ra. Ruột của nó là cái đen đen này nè. Cái ruột của nó thì không có bị nhám nha, ruột của nó không có cát. Mình có thể ăn được, nhiều người ta để ruột ta ăn luôn, nhưng mà em thấy cái đó nó không có được sạch ha, nên em bỏ. Còn cái phần cát, mình sợ cát là phần ghìa ngoài này nè. Đó, mình làm sạch, rửa sạch cái phần ghìa ngoài này xong mình rửa sơ qua một nước bên này nữa. Làm món này thì mình cần có 2 chậu nước nha. Đó, mình tiếp tục mình cứ làm như vậy cho tới khi hết cái ốc móng tay mà mình mua về. Em làm clip này để hướng dẫn cho một số bạn chưa biết cách làm ốc móng tay á, có thể về tự làm tại nhà rất là đơn giản. Mấy ốc móng tay này hồi nãy giờ em lấy ra khỏi nước biển tầm khoảng nửa tiếng rồi ha, cho nên bắt đầu là nó bị giãn hai cái phần này ra, nhưng mà nó sống, nó rất là tươi ngon luôn đó. Công đoạn mà mình vệ sinh ốc móng tay là quan trọng nhất nha mọi người. Khi mà mình vệ sinh được cái con ốc móng tay nó kỹ lưỡng thì lúc mà mình ăn cái món ăn của mình nó sẽ rất là hấp dẫn, rất là ngon. Ốc móng tay là một món ăn bổ dưỡng, với lại cái thịt của nó rất là nhiều, cho nên là rất là nhiều người thích, nhưng mà người ta không biết cách làm. Người ta làm lần nào ăn cũng rất là cát, nên là người ta không dám ăn nữa. Ăn mà cắn vào mà nó nhám cái miệng hết trơn là rồi xong, không dám cắn lần thứ hai luôn. Thịt ốc móng tay thì nó giòn, thơm, ngon, không có bị tanh. Nhưng mà nhiều người nhìn thấy hình dáng của nó thì người ta sợ. Mua thì mình lựa những con ốc móng tay nó hơi lớn chút xíu thì mình làm nó dễ dàng hơn. Mua mà nếu mà mình mua ốc móng tay mà nó nhỏ quá thì cái công làm của mình sẽ rất là lâu. Với lại cái lượng thịt đó, lúc mà mình nấu nó sẽ bị teo nhiều hơn là mấy con ốc móng tay lớn. Để thịt nó non hơn nên cái thịt nó teo dữ lắm. Sạch bong luôn. Vậy chút xíu mình chỉ cần rửa sơ với nước là ok.
thường á, là quán xá nữa người ta sẽ không có làm phần bụng này, tại vì cái phần bụng này á, nó làm cho con ốc móng tay nó rất là béo, nên người ta thường ta sẽ để ruột lại luôn nè, tại vì phía trong này của con ốc móng tay là mỡ, mọi người nhìn thấy mỡ không, là trắng trắng nè đó, cái mỡ này sẽ làm cho con ốc móng tay rất là béo, mà khi mà mình làm sạch quá thì nó sẽ bị ra bớt một phần mỡ của cái con ốc móng tay, cho nên là giảm độ béo của cái ốc móng tay đi, cho nên là thường người ta sẽ để lại người ta ăn luôn, nhưng mà em thì em thích làm cho sạch sẽ ha. Đây, đây nè, con này cũng rất là nhiều mỡ nè, nè ruột nè, ruột nè mình lấy ra, ruột của nó thì nó đen đen dài, mình nhìn vào là mình biết ngay. Còn phần mỡ là phần trắng trắng, trắng trắng nè, rất là nhiều luôn, rất là nhiều mỡ. Làm ốc móng tay cẩn thận, cái vỏ của nó rất là bén luôn, rất là dễ bị trầy tay, có mấy lần bị đứt tay à, đứt mà nó nhức rất là lâu lành luôn nha. Làm cái con ốc móng tay rất là cực, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Có những chỗ người ta nhận chế biến, người ta sơ chế cho mình, rồi về mình muốn xào nấu gì mình làm, phí cũng rẻ, 10-20k hay gì à. Nhưng mà làm được con ốc móng tay cực lắm, nhiêu đây có 2kg làm cả nửa tiếng hồ. Ồ, con này mỡ quá trời luôn nè. Nè, khi mà mình lấy phần ruột ra bị ra mất miếng mỡ rồi nè, gớt ra một miếng mỡ rồi đó, lấy ruột ra là gớt ra mất miếng rồi. Bạn nào mà thích ăn béo béo ngày ngày ha, không sợ dơ thì để luôn, tại vì cát nó không nằm ở phía trong ruột mà cát nó chỉ nằm ở phía ngoài thôi. Quan trọng là cái khâu mình lấy tay mình đẩy miết ở phía trong nè đó, mình rửa mình lắc trong nước, tuyệt đối là không để cho ốc móng tay nó nằm chìm xuống hai cái chậu nước của mình. Nếu mà nó nằm chìm xuống là thất bại nha, cát nó sẽ động lên, dính lên thịt, dạ không có ra được. Sau bước vệ sinh đó thì cơ bản cho ốc móng tay thì mình tiến hành mình rửa ốc móng tay lại nha. Nè mọi người nhìn đi, phía trong của nó rất là sạch luôn. Đó, rất là sạch. Đấy, con này mặc dù ấy rồi nhưng mà nó vẫn còn sống, nó vẫn nhúc nhích, nó vẫn co lên, co xuống luôn á. Rất là tươi. Mình rửa tầm 3-4 nước nữa cho nó sạch hết tất cả những cái rong rêu bám ở phía. Cái con nhỏ mọi người thấy nó non á, nó nhìn nó trong veo hả? Nhìn cái vỏ nó trong lắm, con này nó bị bám chứ. Bám 3 cái rong rồi nè. Mình rửa sơ lại từng con. Sau khi mà cái bước mình làm hai á, mình kiểm tra lại ở trong bụng cái con nào còn cái gì không. Cái phần cục đen này là cái gan của nó thôi. Cái đó mình ăn được, nó sạch. Trong quá trình mình rửa sơ lại, nếu như mà còn cát bám ở trong bụng của cái con ốc móng tay này thì nó cũng sẽ ra theo. Mình làm sạch càng kỹ thì chúc mình ăn càng ngon. Có nhiều bạn người ta kỹ, người ta rửa từng con một luôn á, nhưng mà em thấy vậy cũng sạch rồi nên em chỉ rửa lại vậy thôi ha, rửa lại tầm 2-3 nước là ok. Trong quá trình á mà mình chờ nước nó sôi á, thì mình sẽ chuẩn bị nước sốt luôn. Này là em đang làm món ốc móng tay xào me nha, phi tỏi cho nó thơm. Nguyên liệu để chuẩn bị cho món ốc móng tay xào me bao gồm tỏi. Lúc nãy mình đã để tỏi vào trước rồi đó. Dầu ăn, tỏi, đường, nước mắm, me và ốc móng tay nha mọi người. Đó, mình phi lên cho nó thơm. Sau đó mình để đường vào để cho đường nó tan. Rồi tiếp tục mình cho me vào. Mình cứ để lễ riu riu cho nó tan me, tan đường hết. Nếu mà mình thích thì mình có thể bỏ thêm ớt nha. Nước cỡ khoảng 70-80 độ ha. Mình sẽ để ốc móng tay vào, rồi mình trộn đều lên. Mình để phần nửa ốc móng tay thôi, tại này hơi nhiều, nó rất là sạch sẽ.
mình sẽ nhìn thấy cái con ốc móng tay nó hơi chuyển màu chút xíu thôi là mình vớt ra liền. Như vậy là mình đã vớt ra được rồi nè mọi người. Nếu mà mình trụng lâu quá thì nó sẽ bị teo nha. Vậy là ok rồi đó, em sẽ tắt lửa vớt ra. Rồi sau đó mình sẽ vớt nó ra ha. Khi mà mình trụng sơ qua nước sôi á thì con ốc móng tay của mình nó sẽ sạch hơn, thịt nó săn hơn. Và đặc biệt là nó khi mà mình nấu nó không có bị ra nước. Và nấu mà mình sẽ đảm bảo là sẽ chín hết. Nước sốt nãy thì mình cho một chút xíu nước mắm vào nha. Món này mà làm cay cay nữa là hết bài nha mọi người. Nhưng mà tại vì có trẻ em á, có mấy đứa nhỏ ăn cho nên là không có để cay. Đó, cũng giống như những món khác đó, mình nấu cái nước sốt lên khi mà để nước mắm vào mình đánh là cái của mình nó lên bọt nè mọi người. Nó là cái nước sốt mình nó đã ok rồi. Quá trời bọt luôn, vậy nó mới ngon. Là đường đã tan hết rồi đó, lên bọt vậy đó mọi người ơi. Rồi mình sẽ cho cái phần ốc móng tay lúc nãy mình đã sơ chế, mình đã trụng sơ qua nước sôi vào. Bắt đầu mình trộn đều lên cho gia vị nó thấm hết vào ốc móng tay. Nó rất là nhanh chín tại lúc nãy mình đã trụng qua nước sôi rồi. Nước không có để sôi bùng bùng nha, sôi chừng 70-80 độ thôi. Hấp dẫn quá, rất dễ ăn. Nếu như mình ăn cơm thì mình có thể làm hơi mặn mặn hơn chút xíu. Mình đảo tới đảo lui tầm khoảng 3-4 phút là ok ha. Lúc này thì mình để lửa nó hơi lớn một chút xíu nha mọi người. Món ăn của mình như vậy là đã thành công rồi đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mọi người có cách nào làm hay hơn, ngon hơn thì có thể chỉ lại cho mình nha. Món ốc móng tay xào me tới đây là xong rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Rất mong là mọi người sẽ thích và đăng ký xem, ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.